Họng thực sự dành cho U98. Kata là quân của U98 và Phoenician là quân của game thủ Hải Sẹo ở trong trận đấu này. Họng thực sự rồi. Bây giờ thì 98 sẽ người phải đánh với 200% công lực nếu như muốn gỡ lại những gì đã mất. Kami bảo quân bị bình tĩnh thôi. Hiện tại thì mình không ngồi ở cạnh U98 nhá. Không ngồi cạnh U98 nên không thể bảo chị đã bình tĩnh được, mà hãy cùng cầu cho U98 có thể bật ngược, lội ngược dòng được trong trận này, mặc dù thua hay không. Và quân là xấu hơn, hãy cố gắng lên. Cố lên em ơi. Katafo. Vâng, quay trở lại với máy U98 bài 2 voi dành cho U98. Đồ ăn là rất xa. Hỏng rồi. Thua XO rồi. Chơi anh em kéo bia với thịt chó với suốt 3 năm mà. Nhưng mà căng rồi anh em ạ. Và một bãi quả phụ nữa thì U98. Rất nhiều dân đang đứng chơi. Hai hit. Đây rồi, con voi đầu tiên đưa về với nhà chính của mình. Vẫn còn một con voi thứ hai nữa bên trên. Vẫn còn một con voi nữa bên trên để có thể thi đấu. Katafo. 8, 19, 25 nông dân lên đời không sớm lắm. Vẫn còn một vòi và một bãi quả phụ. Tương đối căng. 98 đang muốn đưa một con vòi rất xa đưa về với nhà chính của mình. Tham lai 13% dành cho Hải Sẹo. Gần như 13% thì Hải Sẹo với một bài cầm Phoenician. Và nếu như mà Hải Sẹo đánh chắc bài P, thậm chí là 2P kết hợp với cung R và sọc đơn, thì có lẽ rằng đó sẽ là dấu chấm hết dành cho game thủ U98. Như vậy là trong vòng đấu này thì bảng U98 chỉ đạt thua Hải Sẹo, vẫn còn Khánh Lưu và Nam Soqiu V-Lup là 3 game thủ còn lại. Nếu như thắng cả 3 thì vẫn có đầy cơ sở để bước tiếp vào vòng trong thôi. Nhưng các game thủ tiếp theo là các game thủ
mà được đánh giá cao hơn. Mười một không bảy và 25 nông dân Catarian. Lên đời bằng nhau. Tới từ cả hai game thủ. Lên đời bằng. Nhìn chỉ số liên tục và gặp luôn dân của Hải Sẹo. Cứ làm một dân trước đã. Dân đang... Xin lỗi anh em là con ngựa giò không phải là ngựa giò công giáp. Và Hải Sẹo đang khung nhà. Hải Sẹo có chơi P không? Hải Sẹo đánh P thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn nếu như mà Hải Sẹo không đánh P thì hoàn toàn có đủ cơ sở để cho U98 có thể là người công ca. Một tân công ca tôi nghĩ là hợp lý. Ô, Hải Sẹo vẫn đang chưa bảo vệ nhà cửa của mình. Lần này thì đến ông thần Hải Sẹo là người chủ quan. Ô, Hải Sẹo lên đời trước cả U98. Rất căng. Vâng, đóng L thế này thì U98 sẽ không thể đóng được L do đây là đời 3. Và Hải Sẹo có quyền được đập. Thôi rồi. Sai lầm tới U98, đáng lý ra vẫn phải công ca chứ. Bánh xe là đã có dành cho Hải Sẹo. Sẹo mang thêm nông dân lên để có thể... Vâng, để có thể sửa em. Con giò ở phía bên trong vẫn đang khiến cho Hải Sẹo gặp rất nhiều khó khăn. Tạm là 98 tạm thời đang là 27. 98 đóng ca không em? Anh nghĩ rằng thời điểm này em cần phải có được một nhà BK. Ố là khá nhiều. Mặc dù chỉ là Catalian có cung R đứng trong rồi. Nếu như 98 không công ca thì em sẽ rất bất lực trong việc công vào nhà của đối phương, do thời điểm này cung R đứng bên trong và bắn ra. Và Hải Sẹo cứ thế phát triển và tụ cung. Và khi tụ được cung khỏe thì 98 sẽ người gặp rất nhiều khó khăn. Với Phonician mất một vài con nông dân ở khoảng thời gian vừa qua không phải là vấn đề, vẫn sẽ là 4A bắt đều. 1L thôi, 5 lạc đà kết hợp với một con K đang đứng si. Trong khi đó thì Hải Sẹo sẽ ra được tân cung R thứ hai của mình. Hy vọng rằng là cung R Hải Sẹo không có giáp. Nếu không thì việc phi vào của U98 sẽ là rất khó. Vâng, bắt đầu có một nhà ca đang được đẩy lên. Và Hải Sẹo đi ra ngoài. Hải Sẹo đi ra ngoài chứ không, Hải Sẹo không đứng thủ trong nhà nữa. Đó là hai tên đến, thậm chí là đến ba tên cung của Hải Sẹo. Vâng, Hải Sẹo tự tin đi ra ngoài như này thì có lẽ rằng những con cung R của Hải Sẹo đã có giáp. Vào phía bên trong, Hải Sẹo mang nông dân ra đập lạc đà luôn rồi. Ờ, lạc đà cũng đầy đủ. Hay à, Hải Sẹo với cả chúng tôi này, nhưng con lạc đà cũng nằm xuống luôn. Và bây giờ thì chỉ còn ca thôi. Tham lai của U98 là 32. Ở thời điểm này 2L vắt không quá đều. Hải Sẹo vẫn khá nhiều dân đấy. Ba mươi ba trên 40 là tham lai tới từ thủ Hải Sẹo. Em mang toàn bộ số lượng cung R của mình về để có thể hit and run con ca. Và cũng đã khung nhà của mình rồi. 98 tham lai là 33. Hải Sẹo có lẽ cũng chưa biết được, cần phải có tên soi tham để có thể rõ ràng được là tham lai của Hải Sẹo rơi ở mức bao nhiêu. Có lẽ rằng với số lượng cung R đông như vậy thì có lẽ là tham lai của Hải Sẹo sẽ vượt qua con số 33 của U98. Vẫn đang xin thêm một ca mới, nâng cấp đào vàng. Vâng, vẫn đang công là khá hay tới được U98. Cố gắng lên nào. Cả giáp và cung R. Ăn được một cung R của đối phương.
Lạc đà của game thủ 98 vẫn đang là rất đông. Không có nhiều cung R lắm tới từ Hải Sẹo. Tiếp tục mất quần và vào được phía bên trong dành cho game thủ 98. Tham Lai đang 36/40. Vâng, bây giờ thì có lẽ rằng là Hải Sẹo là người đánh chủ quan. Khi mà em không thủ phù thì đối đầu với Catalian, các game thủ trẻ đều đang có những bài đấu không chắc của mình và là những bài lỗi. Đây là một trận đấu mà đúng ra Hải Sẹo phải là người giành được chiến thắng, nhưng bây giờ cơ hội đang còn nguyên dành cho U98 mất quá nhiều dần tới từ game thủ Hải Sẹo, trong khi U98 Tham Lai vẫn đang là 35. Vâng, thời điểm này có lẽ rằng với một việc bị mất một khoảnh ruộng thì lực của Hải Sẹo đang rất yếu, và có lẽ Tham Lai của Hải Sẹo sẽ yếu nhỏ hơn U98 chẳng. Hải Sẹo tiếp tục ngoi ra ngoài, vẫn đang có một con lạc đà ở phía bên trong ruộng dành cho game thủ U98. Ca vẫn được giá rất chát. Hải Sẹo đang điều R không thực sự hay. Không có những tình huống hit and run tới từ game thủ trẻ. Hải Sẹo nó mất quá nhiều dần rồi. Và thắng được trong trận này không, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Thắng, tôi nghĩ là thắng. Sẹo chủ quan. Vâng, một trận đấu mà tôi không hiểu sao Hải Sẹo nó không đánh chém, thậm chí rằng là đánh chém kết hợp với phù thủy và chuyển cung đờ dần thì cũng sẽ là một bài đẹp hơn. Cửa thắng là rất cao thì có Hải Sẹo, nhưng em lại quyết định đánh cung. Vâng, bay hết tất cả các cơ sở dành cho Hải Sẹo. Tôi nghĩ rằng là trận này là thắng cho U98. Thắng đấy. Hãy cố lên. 37, Hải Sẹo gần như là mất hết dân rồi. U36 dành cho game thủ U98 đã nâng cấp công 4. Sẹo đánh rất tệ trong trận này. Tại sao lại đi đánh cung nhỉ? Mặc dù là nhà kín. Ai da, vâng, Hải Sẹo bắt đầu có cung đờ đi bắn dần của U98. Tham Lai của U98 vẫn là 36 và hay là đều. Thời điểm này có lẽ là Hải Sẹo Tham Lai là hai xịt cực cùng rồi. Chắc cũng không quá là con số 2x đâu. Hãy cố lên. Quá nhiều dân của Hải Sẹo phải nằm xuống. Trận đấu Sẹo đánh lỗi. Quýt. Vâng, tỷ số rút ngắn xuống còn 2-1 dành cho U98. Xin lỗi anh em, là tỷ số rút ngắn 1-2 dành cho game thủ U98 với một tình huống công hợp lý. Hải Sẹo không thủ phù và mang lại cơ hội dành cho U98 ở trong vòng bảng. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với trận đấu thứ tư. Như vậy là chưa bị XO.